chào tất cả các bạn. Mình là Hòa. Cuộc sống của một cô gái cuối cấp lớp 12 như mình rất đơn giản. Sáng, thức dậy, xinh đẹp, chăm chỉ học tập. Và tiêu chí sống của mình đó chính là No boyfriend, no problem. Mình hoài không chán hả? Sao đâu? Kiếm anh nào quen đi rồi có người ngồi chung nha. Suốt ngày mày cứ nói mấy câu ấy nhở? Suốt ngày lại nhảy mấy câu đó không chán à? Mày có biết bí quyết luôn xinh đẹp của tao là gì không? Gì? Đó chính là miễn nhiễm với đàn ông. Cái cuộc sống mà không đàn ông như mày nó chán lắm luôn á. Vì do là hay mày chưa tìm được soi cả. Cái tội xem phim. Không có soi ca đâu nha. Mà không phải bởi vì ta không muốn có, mà là bởi vì nhiều quá không biết chọn ai. Nghe hả? Ở đâu vậy? Mày nhìn coi, soi ca xung quanh hàng ngày của tao kìa. Thôi, tao nói cho mày nghe. Nghe nói sao kỳ 2 lớp mình có một anh nam thân đẹp không góc chết. Chuyện tới lớp mình nè. Trời ơi, cái gì? Nam thần hả? Nam thần đâu? Trai đẹp hả? Trời ơi, chừng nào chuyện tới lớp mình? Trời ơi, chừng nào chuyện nào? Sao nhở? Nhưng mà tôi thích nam thần mà. Đó mơ mộng. Trai đẹp á, yêu nhau hết rồi. Hả? Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Hiểu chưa? Oh no. Ôi, con rất là vui là các bạn có mặt đông đủ trong lớp của chúng ta ngày hôm nay. Nhân cái sự kiện mà tổng kết học kỳ 1 để chúng ta bước vào học kỳ 2 thật là hoành tráng, thì cô cũng xin tuyên dương một cái thành tích mà chúng ta nên noi gương theo. Đó chính là lớp trưởng. Con gái của cô lên đây con. Trời ơi, con gái cưng hay là cưng. Cho một tràng pháo tay cho Hòa. Cười cái gì mà cười? Đi học mà tô son chét phấn. Bên dưới ai vậy? Cô. Còn con á, đi học gì mà không tô son chét phấn? Mắt mày nhợt nhạt, lo học, nhìn hả? Đần đần ra sao á? Giết giá có bồ. Không như cô gì hết trơn á. Cô có một thông báo. Kết thúc học kỳ 1, bước sang học kỳ 2, lớp chúng ta đón chào một thành viên mới. Đó là một bạn nam. Xin mời con. Con giới thiệu đi. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Hiệp. Mình là học sinh mới chuyển đến. Rất vui khi mà được học chung với các bạn. Để cô xếp chỗ cho con. Con nghe kể lớp trưởng. Dạ. Dẫn mẹ về chỗ. Chào bạn. Được. Phải nghiêm túc lại.
chữ điền. Đúng soái ca mình tìm kiếm sai. Mình là Họa, lớp trưởng. Nếu có gì khó khăn hãy nói với mình nhé. Ok. Đi, về chỗ. Ê, Obama qua Việt Nam đó, mày có hay không? Trời, thích lắm luôn á, cho nên đi đón trời. Ê, hôm nay về trước nha. Sao vậy? Tụi mình đi ăn nha. Thôi, hôm nay mẹ tao đến đón. Gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay mẹ đón? Thôi mày về trước đi. Hay về quá à. Nhất định phải lấy được số điện thoại. Chào cô. Em chào thầy. Sao cậu vẫn đứng ở đây? Ê, Hiệp. Hiệp đi xe về à? Tại vì điện thoại bị hỏng mà nhờ gọi mãi cho mẹ chưa thể đến đón. À, hay là cậu mượn điện thoại của mình? Có được không? Được chứ. Lấy số điện thoại thành công. Sao không gọi được nhỏ? Sao không gọi được ta? Không được à? Hay là mình đưa cậu về nhé. Nói đều mình về, bà đấy thích mình. Trời ơi. À mà khoan, mình có nên dễ dãi vậy không nhở? Nói một lần lên xe là lên luôn á. Coi như hoàn nợ Hiền một lần nha. Ok. Dễ dụ quá. Viết hết tâm tư.
Xứng liền nha. Có mệt không? Đợi một tí nhá. Chị Hòa với. Hòa ơi, chuẩn bị tỏ tình đúng không? Sao vậy? Bây giờ Hiệp xuống sân trường lấy xe rồi đợi Hòa ở cổng trường nhá. Đợi cái gì mà đợi? Đưa cái gì mà đưa? Đón cái gì mà đón? Đưa đón bao nhiêu ngày trời rồi. Thích người ta thì nói mà không thích người ta thì nói. Lại còn mặc áo đôi, lại còn đi chơi, đi ăn kem, đưa đón đi học. Làm gì có tình bạn thân nào giữa con trai con gái cơ chứ? Nếu mà không thích người ta thì nói ra để người ta còn kiếm người khác. 12 năm học chưa có người yêu đây này. Hiệp ơi. Sao vậy? À, Hòa muốn nói với Hiệp một điều là từ trước đến giờ á, lần đầu tiên mà họ có cảm giác có một tình bạn thân giữa con trai và con gái á. What? Từ khi gặp Hiệp, họ cảm thấy rất là vui. Cảm ơn Hiệp rất là nhiều đã đưa đón Hòa suốt thời gian qua. Bây giờ Hiệp xuống lấy xe rồi đợi Hòa nha. Ok. Bài không? Tại vì em thích một người lắm. Mà người ta đi chơi với em, người ta đón em đi học, mà người ta chẳng chịu nói thích em gì cả. Bài tên là gì á? Vì anh là của em. Sáng tác ngay cho em trong tối nay nha. Mai em sẽ qua. Ok. Cô giáo giao cho Hòa một nhiệm vụ, đó chính là đưa các bạn đi chơi một buổi dã ngoại cuối năm. Rất mong chúng mình sẽ đi chơi thật là vui. Yeah! Đi 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 đi. We'll be right back.
một món quà của cô dành cho lớp mình, ca sĩ Kelvin Thành. Không dám nói đó, chắc chắn sẽ đồng ý mà. Em biết người ta thích em nên em mới tỏ tình chứ. Ê khoan, chưa hết. Nếu mà kết thế này thì bẽ mặt quá nhở. Để nghĩ ra vài chiêu nữa nha. Ừ.
thật cô đơn. Tự nhiên em muốn được gần bên anh, một người duy nhất, một người luôn khiến em tươi cười lúc em thấy cô đơn. Tự nhiên em không. Cậu đến đây làm gì? Hôm qua. Hôm qua là chuyện của hôm qua. Hôm nay mình có một món quà muốn dành tặng cậu. Là mình không thể để người con gái mình thích và chủ động được, nên hôm nay mình chính thức tỏ tình lại, làm bạn gái mình nhé. Tỏ tình cái gì mà tỏ tình? Sao hôm qua tỏ tình thì không đồng ý, mà hôm nay còn tỏ tình lại làm bạn gái mình nhớ? Cứ tưởng đẹp trai là có nhiều đứa yêu à? Còn lâu mới đồng ý nhá. Mình đồng ý. À, nhưng mà mình còn một điều muốn nói, là mình sắp phải đi du học. Cậu có thể đợi mình được không? Nếu mình đồng ý đợi thì sao? Mà không thì sao? Ôi, ê, đừng hôn. Ê, ê. Chỉ cần cậu đợi, mình sẽ trở về. Tình còn trong giấc mơ, một lần khẽ tan vỡ giữa những tiếng yêu ơ thà. Chẳng lẽ yêu xa là khó, chẳng lẽ yêu xa là mệt. Nhưng dù phong ba em tin mọi chuyện sẽ qua, tình em vẫn thế. Vùng dài em chờ anh, lời cũ vẫn còn đây, đợi chờ ai trong hao ngày. Anh mất sao chờ hoài không thấy, chỉ còn lại một người ôm bao giấc mơ ở nhà.